Hello, xin chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay em xin review cho bạn một cái dự án mới nhập captcha kiếm Dogecoin ha. Thì về cái dự án này kiếm chúng ta kiếm Doge cũng khá là ngon nha các bạn và cũng rất là nhàn rỗi. Thì thời gian rảnh thì các bạn có thể treo máy để kiếm Doge. Còn nếu mà các bạn rảnh thì có thể nhập captcha để các bạn nhận Doge ha. Và tất nhiên thì về cái giá này nó chỉ hỗ trợ các bạn rút về ví Fortabay. Nên các bạn chỉ có thể tham gia kiếm coin cùng với mình trên dự án này về ví Fortabay ha. Còn các bạn là các bạn mới, các bạn không có ví Fortabay thì các bạn có thể tạo một cái ví Fortabay để các bạn tham gia cùng với mình ha. Thì khi các bạn có coin ở ví Fortabay, các bạn thử rút về những cái ví như ví BMDC, ví Chocolate, ví MetaMask bạn có được nha các bạn. Tại tất cả các ví nó đều cho các bạn trao chuyển với nhau. Ok, đây là một dáng cũng rất là ngon. Thì các bạn muốn tham gia cùng mình tham gia. Thì trước khi review cho bạn, thì nếu các bạn nào xem video tới đây thì mong các bạn sẽ ủng hộ mình một việc like và một đăng ký kênh để có thêm những cái động lực kiếm những cái dáng tốt hơn, chất lượng hơn dành cho các bạn tham gia ha. Thì ok, con này thì cách thức tham gia đầu tiên các bạn kích đường link ở phần mô tả video á. Thì link mình lúc nào cũng bỏ ở đầu cái phần mô tả các bạn. Các bạn thì kích vào ha. Thì nó sẽ hiển thị như thế này. Thì đầu tiên các bạn kích đeo đăng ký cho mình ha. Ok, thì khi các bạn kích một ký thì sẽ hiển thị như này. Đầu tiên thì các bạn điền cho mình cái Gmail ha. Tiếp đó thì các bạn nhập cho mình cái mật khẩu. Và các bạn sẽ nhận tôn vào lấy người máy. Thì các bạn nút đăng ký là sẽ ok ha. Thì sau khi bạn đã kiếm công thì mình trở vào đăng nhập thôi. Các bạn điền cho mình cái Gmail và cái mật khẩu bạn vừa mới đăng ký ha. Rồi các bạn nhập tiếp ra tôn phải lấy người máy này. Rồi các bạn đăng nhập ha. Các bạn lưu ý là các bạn phải kiếm coi bằng điện thoại vẫn được ha. Tại đây chỉ làm cái website thôi. Là kiếm coi cực kỳ ngon nha các bạn. Thì vào trong giao diện như thế này, các bạn kiếm cho mình cái chữ là new này. Đó, mà kích vào đây ha. Rồi, các bạn thấy những chữ là captcha dot này. Thì đây là những cái cách để cho bạn nhập captcha để các bạn kiếm dot ha. Thì cái cách đầu tiên thì bạn chọn vào đây. Đây là captcha. Thì cái captcha này là các bạn sẽ chọn những hình ảnh nha, bạn nhập vào đây. Đó, nó kêu các bạn chọn này. À, tạo điện ha. Thì cái captcha này là khó nhất nha các bạn. Đây là cái captcha khó nhất. Thì các bạn có thể kiếm những hình ảnh tạo điện ha. Đây nè các bạn. Rồi đây. Rồi bạn kích nút kiểm tra ha. Rồi các bạn kích đây chữ submit captcha này. Đó. Rồi các bạn thấy mình nhận được 0.01 dot này. Và nó cộng về đây cho mình ha. Ok, còn nếu mà các bạn lười biếng hơn thì các bạn thể lựa captcha mới ha. Captcha thứ hai. Đây là loại captcha, nói chung là các bạn nhập captcha nào cũng nhận được coi nha. Captcha này thì các bạn chọn cho mình những cái hình ảnh ha. Các bạn đợi cho mình hết 10 giây. Nói chung là có rất là nhiều phần ha, để mình review cho các bạn từ từ, từng phần để cho các bạn hiểu hơn về cái cách kiếm coin. Đây các bạn thấy này, nó kêu các bạn chọn cái hình thoi phải không các bạn? Đây hình thoi nè. Rồi hình tròn. Đó. Đó nó kêu các bạn chọn này, các bạn lấy hai cái hình quay đây không? Đó bạn kích đây xác nhận ha. Rồi tiếp đó các bạn kích đây submit captcha này. Ok, lại tiếp tục nhận được 0.01 dot ha. Bạn thấy rất là rõ ha. Còn nếu các bạn muốn kiếm captcha VIP hơn thì các bạn chọn ở đây. Bạn chọn cái đây này, captcha Google này. Thì cái captcha này thì nó khỏe nhất và sang chảnh nhất thì các bạn chỉ cần kích vào đây thôi. Không cần kêu các bạn kích gì hết á. Đó, nhận được 0.01 này các bạn. Nhưng mà cái captcha đơn giản thì các bạn nhận được ít coin hơn. Đó các bạn cứ nhấp thoải mái ha. Đây. Đó mọi lần nhấp thì lại nhận tiếp tục này. Các bạn nhấp vào đây thì tiếp tục nữa ha. Đó. Các bạn cứ nhấp rảnh thì nhấp thôi. Ok, thì mỗi lần các bạn nhấp là các bạn sẽ nhận được 0.01 dot ha. Đó là cái captcha thứ ba. Còn cái captcha thứ tư là cái captcha nhập chữ nha các bạn. Giống như cái này là nó dạy mình nhập captcha đấy các bạn. Các bạn nhập captcha kiếm tiền. Thì nhập captcha chữ này thì nó hơi bị khó ha. Tại vì cái chữ nó hơi ngoèo ngoèo xíu các bạn. À, này gì cả. Hơi khó xíu ha các bạn. Đó. Ok, mình nhập captcha sai các bạn. Captcha này thì chữ hơi khó xíu nha các bạn. Rồi, đây nè các bạn, nhận được 0.01 đây. Thì đó là bốn cách để cho các bạn nhập captcha kiếm tiền ha. Các bạn muốn nhập captcha nào thì nhập captcha. Thì mình thấy giữa bốn cái captcha này thì mình thích cái captcha này hơn nè. Cái captcha một là cái captcha này nè các bạn. Kích vào đây là chúng ta nhận được coin liền luôn. Đó. Rồi cái captcha thứ hai á, cái captcha thứ hai này nè các bạn. Thì captcha này cũng dễ sử dụng hơn. Các bạn thấy rất là rõ ha. Các bạn tôn phải Google Bot này. Thì chúng ta sẽ cần đợi 10 giây. Và tiếp đó thì chúng ta chỉ cần chọn những cái hình ảnh mà nó đưa ra là chúng ta sẽ nhận được 0.01 đó. Và các bạn lưu ý là mỗi ngày thì rảnh thì cứ làm thôi ha. Nó không có giới hạn. Các bạn muốn làm bao nhiêu thì làm.
À, cái này nó kêu chúng ta chọn hình tròn ha. Rồi cái hình vuông rồi các bạn, phải không? Cái hình vuông phải không các bạn? Đúng rồi, kêu mình chọn hình vuông các bạn. Đây các bạn thấy cái hình nào mà nó chạy vòng tròn tròn này, các bạn thấy cái hình này chạy quay quay đúng không? Nè. Đó, rồi bạn kết đây submit. Rồi, nhà nó không có một dot này. Bạn thấy khá là ngon ha. Ok thì để cái cách kiếm thêm á là các bạn có thể là treo máy để các bạn kiếm dot ha. Đây bạn thấy nè, khai thác trên nền tảng này, tức là khai thác trên website á. Bạn khai thác cái này á thì nó sẽ các bạn sẽ không có bị phí á. Đây. Cứ 60 giây 1 phút à là các bạn nhận được lại. Đó, thì bạn kích đây nè, còn phải lấy người máy này. Thì cái này thì sẽ bắt các bạn cặp tra, cái này thì các bạn rảnh nha. Rảnh thì các bạn treo máy thôi. Còn không rảnh thì thôi. Ừ, kêu chúng ta chọn Simbit à. Cái captcha này cũng hơi khó xài ha các bạn. Tàu, máy bay, kêu chọn máy bay. Ok, bạn kích đây bắt đầu cái khác này. Thì nếu mà các bạn kích vào đây bắt đầu cái khác á thì nó sẽ bắt các bạn là phải treo cái tab. Tức là nếu mà các bạn có công chuyện các bạn đi á, các bạn muốn để máy tính á thì các bạn phải treo cái này, hoặc cái điện thoại nào cùi bắp cũ á các bạn cũng có thể treo được như vậy. Thì cứ 10 giây là các bạn sẽ nhận được là 0.006 dot nha. Ở đấy nè. Đó. Bạn thấy rất là rõ ha, 0.006 này. Các bạn cứ treo như vậy hoài đi. Đó. Thì cứ ấy thì các bạn cứ treo như vậy ha. Nó sẽ tự động cộng dot cho các bạn thôi. Và các bạn không cần làm được ha. Và các bạn lưu ý là phải treo tab chứ nó không có bắt nó phải bắt các bạn treo tab thì mới được nha. Còn nếu các bạn không treo tab là nó thoát ngay ngay nha. Đó. Không treo tab là nó ngừng lại nha các bạn. À, đây, đó, bạn thấy cái này gọi đúng không? Không treo tab là nó sẽ ngừng lại nha các bạn. Ok. Thì về cái phần quan trọng nhất là về phần rút tiền á. Thì rút tiền thì bạn kích đây nút withdraw này. Đó. Các bạn lưu ý là nó có hai phần rút tiền á. Rút tiền cái này là các bạn đổi dot qua thành Bitcoin rút về. Nhưng mà ở đây thì mình kiếm dot thì chúng ta rút về dot thôi. Các bạn kích đây chữ withdraw này. Đó, các bạn kéo xuống như này này. Bạn kéo cái hình xuống đây này. Cái này là bốn phần nhập cấp tra kiếm coin này. Phần này là treo máy nè. Đó. Còn những cái phần còn lại thì nó bắt các bạn nâng cấp gối thì các bạn mới ấy được. Thì cái này bỏ qua ha. Thì chúng ta quan trọng nhất là về phần rút tiền này, mà cái tiêu rút này. Ok, về phần rút tiền thì như thế này ha. Các bạn lưu ý là cái min rút của nó tối thiểu là 0.001 dot ha. Nói chung là nó không có min rút luôn các bạn. Và cái phí rút là không ha. Thì các bạn chọn cho mình cái phương thức rút này, nó hỏi chúng ta rút về đâu. Thì nếu các bạn rút về ví trực tiếp á thì min rút ít nhất phải là 10 dot, tức là các bạn muốn rút về những cái ví như là ví VMDC, ví chocolate hoặc là những cái ví khác á, ngoài cái ví PolkaDot ra thì cái min rút ít nhất phải là 10 đó. Còn nếu các bạn rút về ví PolkaDot á thì cái min rút của nó là không có ha. Tiếp đó thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ đó của ví PolkaDot vào đây. Tiếp theo các bạn tôn phải lấy người máy này. À, rồi các bạn chọn cái captcha ha. Rồi các bạn kết đây nó rút tiền nha. Ok thì sau khi rút bạn thấy là 0.069 đó được thanh toán ngay lập tức này. Và mình đã rút test thử hai lần nha các bạn. Đó. Và thấy cái này rõ ha. Thì khi chúng ta rút thì nó sẽ về đây ngay lập tức nha. Đây bạn thấy cộng dot mình đây. Đây. Và hoàn toàn là miễn phí nha các bạn. Thì rảnh thì các bạn thể kiếm coi trên những cái con này. Khá là ngon. Mình thích nhất là cái bằng kích cấp cha này các bạn. Cái đây thì cứ kích nhận được hoài luôn các bạn. Đó. Đó. Ok. Thì video chỉ đây thôi. Các bạn nào muốn tham gia cùng mình trên dự án này thì tham gia ha. Còn bạn không tham gia, các bạn để xem tham khảo ủng hộ mình cũng được ha. Thì hẹn gặp lại bạn ở những video mới và kế tiếp.